ai làm điều ác độc vậy? Trực tiếp đại chiến streamer vào ngày 21 tháng 9 2019 trên YouTube của Ghana Free Fire. Đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Ghana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.